Miền Trung bước vào vụ lúa đông xuân 2023-2024 với những dự báo bất lợi về thời tiết do ảnh hưởng của El Nino. Đâu sẽ là những điều mà bà con cần chuẩn bị tốt để cây lúa đầu vụ ra rễ nhiều, phát triển khỏe? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 7 tháng 1 năm 2024. Phân bón đầu châu và đồng hành của nhà nông.